Hot nhất mạng xã hội hôm nay có lẽ là vụ ngoại tình oái âm đến khó tin. Em họ của vợ cặp kè với rể. Mặc dù người vợ và anh chồng ngoại tình kia đã yêu nhau 7 năm mới đi đến hôn nhân và hiện đã có với nhau một đứa con. Tóm tắt lại thì cô vợ trong câu chuyện trên là Mờ cho biết sự việc xảy ra từ 2 năm trước. T là con của cô ruột Mờ. Trong thời gian Mờ sinh em bé gái đầu lòng có chút bất đồng quan điểm nuôi dạy con với mẹ chồng. Theo suy nghĩ chủ quan của Mờ thì có lẽ đây là lý do khiến chồng cô Trét tìm đến em vợ là T để tâm sự. Thế rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau khi bài đăng của cô vợ được share với tốc độ chóng mặt, kẻ thứ ba đã khóa Facebook. Còn những người bị ảnh hưởng như mẹ T, tức là cô ruột Mờ, cũng bị tấn công trang cá nhân vì không quản lý con cho chặt. Ngỡ tưởng kẻ thứ ba sẽ vô cùng choáng váng và sốc tinh thần vì cuộc sống bỗng đảo lộn, nhưng có vẻ cô gái trẻ vẫn rất bình tĩnh hỏi cho ra nhẽ. Chị đăng ảnh em lên Facebook để làm gì thế? Em không hiểu gì cả. Chị nói rõ ràng cho em rồi ta giải quyết từng việc một. Cô còn giải thích thêm. Em với anh L, dù nói chuyện hay gặp nhau, cũng chỉ là bạn bè hoặc đối tác. Chị đừng hiểu lầm. Nhưng đến khi M lật bài. Mày có biết tao đứng sau hai đứa mày 15 phút không? Chúng mày làm gì tao thấy đấy. Bạn bè đối tác quá nhỉ? Đối tác trên giường à? Im đi nhá. Mày diễn 2 năm qua không thấy mệt à? Thì cô gái trẻ mới bắt đầu có chút hốt hoảng. Chị nhìn thấy ở đâu? M cho biết T có gọi điện thoại van xin gỡ bài đăng trên mạng. Nhưng đến khi cô yêu cầu T đưa cả bố mẹ xuống nói chuyện thì cô ta lại chần chừ. M cho biết cô đã nộp đơn lên tòa chờ gọi nhưng chồng của cô thì muốn được quay về. Nhiều người trách cô vạch áo cho người xem lưng nhưng chỉ ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu được. 2 năm qua quả thật không hề dễ dàng gì với bà mẹ có con gái chỉ mới hơn 2 tuổi. Dù giải quyết như thế nào thì vẫn là sự lựa chọn của M. Song cô khẳng định chắc chắn sẽ không để ai làm tổn thương mình lần nữa. Và M cũng không muốn những người không liên quan bị kéo vào sự việc này như người chú đã từng bình luận trên bài đăng của cô.